ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1800 1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Giới thiệu dầu gội Ramus. Nếu bạn tìm dầu gội có tác dụng mượt tóc, vừa sạch gầu, hãy chọn Ramus. Nếu bạn tìm dầu gội sạch gầu thuần túy, hãy chọn dầu gội khác. Ramus, dầu gội hai tính năng, mượt tóc, sạch gầu. Dầu gội Ramus, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Ramus. Bố ơi, khóa đây ạ. Bố đợi con mở cửa nhé. Con xem, chỉ cần nhấn nhẹ vân tay là cửa mở được rồi. Sản phẩm mới, khóa điện tử Việt Tiệp, tích hợp cơ chế mở linh hoạt, mở cửa bằng vân tay, thẻ từ, mã số và chìa khóa. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Một giải đấu với triệu niềm đam mê, tất cả cùng chung nhịp đập. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tự hào tỏa sáng. Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Như vậy là sau một ngày nghỉ ngày hôm qua để cho các vận động viên có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực, và bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng đã tổ chức cho các vận động viên quốc tế tham dự giải đấu năm nay có cơ hội để trải nghiệm, tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người của Việt Nam nói chung và văn hóa của tỉnh Hải Dương nói riêng với rất nhiều những trải nghiệm. Bên cạnh đó thì ban tổ chức cũng đã tổ chức một buổi họp báo để bỏ phiếu, bình chọn ra một danh hiệu cá nhân luôn được chờ đợi tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup qua 13 kỳ đã qua, đó là danh hiệu Miss VTV Cup. Chủ nhân của danh hiệu luôn được chờ đợi này và cũng rất là cao quý này thì xin phép được chúng tôi công bố trong buổi lễ bế mạc một của giải đấu năm nay. Còn bây giờ thì ngày hôm nay các đội bóng sẽ bước vào các trận đấu của giai đoạn 2, các trận đấu vô cùng quan trọng, phân hạng từ 5 đến 7, đặc biệt là các trận đấu bán kết cũng như là trận chung kết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần bình luận trước trận đấu bán kết đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Và chúng ta sẽ cùng đồng hành với hai vị khách mời, nhà báo Nguyễn Lưu và nhà báo Quyết Thắng đến từ báo điện tử Vietnamnet. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những trao đổi phân tích chuyên sâu hơn trước cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi này, xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến với hành trình tiến vào vòng đấu bán kết của cả đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Hai trận thắng trước các đội tuyển trẻ của Thái Lan và Việt Nam không đánh giá hết sức mạnh thực sự của Indonesia. Và trận thua 0-3 trước tuyển sinh viên Nhật Bản cũng không hoàn toàn là căn cứ để cho rằng họ là một đối thủ yếu. Đội tuyển Indonesia trong lần thứ 2 liên tiếp dự giải vẫn đang quyết tâm cải thiện thành tích. Năm ngoái thì họ xếp thứ 3. Một ngày trước trận bán kết, dù là khoảng thời gian để các đội có thể nghỉ ngơi tham quan, nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn tận dụng khuôn viên khách sạn để tập luyện. Họ dành sự tôn trọng rất cao cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều ở giải đấu lần này, tấn công nhanh và sắc bén. Đặc biệt, khả năng bắt bước 1 của đội tuyển Việt Nam rất tốt. Man Ganang đánh giá cao bước 1 của đội tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn những pha đập uy lực của cô sẽ là thách thức lớn với bất kỳ libero nào. Man Ganang cũng rất tự tin vào khả năng thắng trận của đội. Tôi tin tưởng vào đội mình, vào tinh thần của mình. Tôi tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi rất tin vào điều đó. Trận bán kết đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Vâng, đó là những buổi tập nhẹ để làm nóng trong ngày nghỉ của đội tuyển Indonesia trước khi bước vào trận đấu bán kết. Ở vòng đấu bảng thì đội tuyển Indonesia đã giành quyền vào chơi trận đấu bán kết với các chiến thắng trước trẻ Thái Lan với tỷ số 3-0 và chiến thắng trước trẻ Việt Nam với tỷ số là 3-1, và trước đó thì để thua các cô gái của đội rất mạnh, đó là sinh viên Nhật Bản với tỷ số là 0-3. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã cảm nhận được gương mặt rất là tự tin của Man Ganang cùng với các đồng đội.
Vậy thì nhà báo Nguyễn Lưu, ông nhận định như thế nào, đánh giá như thế nào về hai cặp đấu bán kết tại giải đấu năm nay giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia cũng như là các cô gái Suwon của Hàn Quốc ạ? Có thể nói là hai cặp bán kết của giải VTV Cup Tomasia năm nay tương đối cân bằng, nhưng mà ở bảng của chúng ta ấy, thì độ gây cấn cao hơn một chút, tôi nghĩ như vậy. Bởi vì là khoảng cách giữa hai đội ở bảng mà chúng ta chuẩn bị xem ấy thì không khác nhau nhiều lắm so với hai đội ở bảng kia. Thì xin nói trở lại bảng của chúng ta đã, thì đội nữ Việt Nam và đội nữ Indonesia có thể nói là cũng rất nhiều duyên nợ và quá quen biết nhau. Chúng ta chỉ không quen Indonesia như với các bạn Thái Lan thôi, còn ngoài ra không có đội bóng nào mà cũng thân thuộc với Việt Nam như đội nữ của Indonesia. Chúng ta cũng thấy Manganang là cái nhân vật mà được nhắc đến quá nhiều trong 2.5 năm trở lại đây để tốn khá nhiều giấy mực. Nhưng đôi khi chúng ta cũng lại quên rằng là bên cạnh chủ công Manganang, một chủ công sấm sét, thì hiện nay các bạn Indonesia lại có một vài vị trí nữa trẻ rất tiến bộ, ví dụ như là Suti, ví dụ là Julian. Hai người mà vừa rồi có một người ghi điểm nhiều hơn cả Manganang, là Suti ghi đến 34 điểm, Manganang có 34 điểm. Tất nhiên ở đây không phải cứ ai ghi nhiều điểm nhất ý thì là người chơi hay nhất, nhưng rõ ràng là năm nay hỏa lực của Indonesia có cải tiến. Và điều chúng ta cần phải chú ý là tại SEA Games sắp tới, không chỉ lực lượng họ chỉ có như thế này thôi. Nhưng mình phải trở lại trận đấu hôm nay đã, thì đây là một cặp đấu rất là hay. Các bạn ấy thắng đội kia 3-0 và 3-1 thì chúng ta biết rồi, nhưng Việt Nam thì lại như thế này, thì tôi thấy rằng đây là một trận đấu hay. Và lâu nay thì trong một số giải thể thao, đặc biệt là bóng chuyền và bóng bàn, thì giới chuyên môn hay có một nhận định là thế này: bán kết hay hơn chung kết. Cái này tôi để ý rất nhiều năm rồi, người ta nói bán kết hay hơn chung kết là bóng chuyền và bóng bàn. Liệu thế này hay không chúng ta chưa biết. Tôi tin là huấn luyện viên Đều Quốc Vũ, Nguyễn Quốc Vũ và ban huấn luyện sẽ có phương án khắc chế Manganang và hai mũi tấn công còn lại, hai cầu thủ Hồi giáo. Và nếu giải quyết được như vậy thì vẫn tôi tin vào một cái thắng lợi tương đối rõ rệt của đội Việt Nam. Vâng, tôi thích cái từ Việt Nam và đội Indonesia, đó là một cặp đối đầu rất là duyên nợ, đúng không ạ? Nhà báo Quyết Thắng, khi nói về cuộc đối đầu giữa Indonesia và đội Việt Nam thì có gợi nhớ cho anh những cuộc đối đầu nào trong các kỳ SEA Games không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Để nói về bóng đá khu vực thì trước đây chủ yếu nó chỉ là câu chuyện riêng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên ở những năm gần đây thì Indonesia hay một phần nào đó là Philippines, họ đã có sự vươn lên rất là mạnh mẽ. Để nói về đội tuyển Indo lần này thì tôi đánh giá họ có khả năng chưa mang sang một đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho SEA Games, thì họ có thể có một chút gì đấy dấu bài. Tôi đánh giá trận đấu hôm nay Indo sẽ, họ vẫn sẽ tung ra hết sức, nhưng họ sẽ có bộc lộ một số cái điểm yếu mà tôi nghĩ là họ là khả năng họ sẽ chưa giải quyết được ở những trận ở trận gặp Nhật Bản. Quay trở lại bóng đá khu vực thì tôi đã rất may mắn được tác nghiệp ở SEA Games 28 trong đúng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indo. Thì đó là trận đấu mà chúng ta tưởng như đã có một chiến thắng rất dễ dàng khi vượt trước 2-0. Vâng. Nhưng sau đó thì Indo đã gỡ hòa 2-2 và rất may mắn thì chúng ta đã giành chiến thắng ở set quyết định. Vâng. Thì trong trận đấu đó rõ ràng đó là một lời cái cảnh báo của Indo với Indonesia với cả chúng ta. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Lưu, tại giải đấu năm nay thì đội tuyển Indonesia đã có cơ hội để trải nghiệm, chúng tôi dùng từ trải nghiệm, với các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Và trong phóng sự mà nhà báo Nguyễn Lưu cũng như là nhà báo Quyết Thắng vừa xem thì Manganang cho thấy một sự tự tin và cũng đưa ra một nhận định tôi rất là quan tâm, đó là khả năng xử lý bước một của các cô gái của bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. Với quan điểm góc nhìn của nhà báo Nguyễn Lưu, ông có cho đó là một nhận định xã giao hay không, hay đó đang cho thấy những sự nhỉnh hơn về một trong những điểm yếu cố hữu của bóng chuyền nước nhà? Có thể Manganang cũng đủ khôn ngoan để làm một nhận định mang tính ngoại giao
với các bạn Việt Nam đang là chủ nhà. Trong thể thao thì người ta cho phép các huấn luyện viên hay các cầu thủ có thể phát biểu một số cái ý kiến và các báo giới có thể gọi là hòa mồ. Các bạn đấy mang khả năng nói rằng cầu thủ Việt Nam bước một tiến bộ thì cũng có thể là đúng, nhưng cũng có thể là chưa đúng. Bởi vì thực chất chúng ta ngồi đây, tất cả chúng ta ngồi đây vẫn đang trong lòng một cái nỗi đau đớn lo lắng cho cả đội nam lẫn đội nữ Việt Nam lâu nay là bước một. Bất kỳ ai hỏi Việt Nam đang cần cái gì bổ sung nhất trong chặng đường dài nhiều năm ở đây thì vẫn là bước một và bước một. Cho nên là Bang đang nói câu đó là rất là khôn ngoan, nhưng mà cũng cảm ơn cái cầu thủ này. Đây cũng là một cái dịp, tôi xin được nhắc lại, VTV Cup là một dịp không thể tốt hơn để các cầu thủ Việt Nam một lần nữa siết lại, siết chắc lại đội hình lại, và những ngày còn lại quyết tâm tập các cái động tác tốt. Sáng nay tôi có may mắn ngồi chơi cùng một số huấn luyện viên và trên màn hình tài của chúng ta thì cũng là Mang Gà Nàng và vâng, một trong những nhân vật mà với nhà báo Nguyễn Lưu cũng đã vừa chia sẻ. Winda, Winda đội vâng trưởng của đội tuyển Indonesia tại giải đấu năm nay, và những mũi hỏa lực tấn công của Indonesia đã có sự chia lửa cho Mang Gà Nàng, vâng, và điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam khi mà chỉ còn khoảng một tháng nữa SEA Games 29 sẽ diễn ra, đúng không nhà báo Nguyễn Lưu? Đúng, chúng ta có lợi thế về chiều cao so với bạn. Các cầu thủ Việt Nam rất nhiều tiến bộ trong việc phong tỏa trên lưới bằng cái đường dẫn, nhưng cái cổ là phía sau sân nó vẫn còn yếu, cho nên vẫn là thấy rất khó khăn. Cái sau sân hôm nay tôi nhắc lại các cầu huấn luyện viên và trọng tài bóng chuyền vẫn suy nghĩ mãi bóng chuyền Việt Nam làm sao nhanh chóng thoát khỏi cái tình trạng mà người ta cứ gọi bóng chuyền là bóng đập. Bóng chuyền phải là bóng chuyền, chuyền trước đập sau, chuyền trong đó chuyền bằng ngón tay, chuyền bằng cổ tay, tốt thì mới làm tốt. Chúng ta thiên về bóng đập. Tôi xin nhắc lại, rất may mong muốn rằng đây lại là một dịp để cái chất truyền tức là bước một, bước phòng thủ của chúng ta sẽ được cải thiện. Có như thế chúng ta mới yên tâm bước vào SEA Games. Vâng, quay trở lại với câu chuyện nhà báo Nguyễn Lưu rằng chúng ta vẫn còn đang dang dở. Ông vừa chia sẻ về bước một, đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay với các cầu thủ mang áo số 1 Mutiara, số 7 Ayu Nandita, số 9 Santini, số 12 Buriati Hani, số 15 Yona và số 17 là Siti Winda. Đấy, như vậy là Mang Gà Nàng đứng ở vị trí số 1. Vâng, vẫn khởi đầu ở thời điểm đầu tiên của trận đấu ở vị trí số 1. Như thế có thể thấy rằng Mang Gà Nàng sẽ được bố trí để đánh những quả sau vạch 3m ở chân số 2 nếu như chuyền hai cảm giác rằng ở vị trí số 4 bị chắn. Đây là một cái cách thức thường thấy với các huấn luyện viên có kinh nghiệm và cũng tạo ra hỏa lực đều cả trên lưới vâng như là hàng sau, và tạo ra một sức ép ngay từ đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Tôi vẫn đang rất là muốn trở lại cái câu chuyện bước 1 khi mà ông đang chia sẻ về cái câu chuyện với những cựu cầu thủ mà lúc nãy thì khi mà màn hình xuất hiện Mang Gà Nàng tôi rất là muốn biết ngay. Còn bây giờ quay trở lại với bước 1 thì sao nhà báo Nguyễn Lưu, câu chuyện vẫn còn đang dang dở đấy ạ? Tức là chúng ta có cái khổ là chúng ta cái lối huấn luyện bóng chuyền của chúng ta lâu nay có một cái đường mòn, không phải là đáng trách, đáng chia sẻ thì đúng hơn. Tức là do thiếu điều kiện lâu nay, rất nhiều năm nay chúng ta cũng không có thật là dồi dào các cái trung tâm huấn luyện, chúng ta cũng không có thật dồi dào bóng lưới, các sân đủ tiêu chuẩn. Cho nên cái háo hức của tuổi trẻ hay có cái tình cảm là có bóng ra là anh nào thích nhảy lên đập. Bởi vì chơi bóng chuyền có gì sung sướng mà lãng mạn hơn là nhảy lên trên lưới để vẫn đánh một bóng xuống dưới đất. Thì đấy là những cái rất đẹp, ai cũng thế. Cũng như một cầu thủ thì cứ muốn sút vào cầu môn người ta, ai muốn ghi bàn, ai muốn ghi bàn. Đây cũng vậy, cho nên người ta gọi là bóng đập, không phải bóng chuyền. Thế thì bây giờ ở các trung tâm lớn người ta tập trung bước chuyền, thời gian không bóng, thời gian tập chuyền bóng rất là nhiều rồi mới đến thời gian tập bóng. Chúng ta đang nói đến bóng đập và đây là những mũi đập chủ yếu. Đúng rồi, của toàn là mũi đập thôi. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thí và Đoàn Thị Xuân, đây là những mũi tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, và ông nhận định như thế nào về khả năng của họ? Thì khả năng của họ đang được khẳng định. Trần Thị Thanh Thúy là một mũi ghi điểm nhiều nhất,
Đoàn Xuân thứ hai, Đinh Thị Thúy thứ ba, nhưng cả ba bước một đều kém cả, có thể nói như vậy. Cho nên cứ phải trông cậy sân sau là libero Thanh Tuyền rồi một vài người khác. Cho nên là đấy, chúng ta thì nhìn xem Đoàn Xuân thể trạng gầy gò, cánh tay xương nhỏ, trước khi đỡ bước một vẫn phải quả bóng bay thì rất dễ chật lệch bên nọ và lệch bên kia. Hôm nọ tại sân này tôi đã làm cái động tác của huấn luyện viên Vũ, tức là đứng ở sân ống còn phải dơ động tác này để làm mẫu cho các phải cố bước một, thì bây giờ cũng vậy thôi. Chúng ta rất là lo lắng ba cầu thủ này, họ mà được động viên tốt về tâm lý thì họ sẽ đánh tốt, họ chưa có tâm lý tốt thì sẽ khó khăn. Nhưng mà gì thì gì, chúng ta vẫn cứ nghỉ hơn Indonesia, tôi chắc là anh quyết thắng cũng vậy thôi. Vâng, chúng ta vẫn có thể có được cái thắng lợi. Vâng, trong ba mũi tấn công vừa rồi giữa Đinh Thúy, Đoàn Xuân và cả Trần Thị Thanh Thúy, anh quyết thắng, anh ấn tượng với sự phát triển và tiềm năng của vận động viên nào nhất? Tôi đặc biệt ấn tượng với cả Trần Thanh Thúy. Những năm gần đây thì cô ta đã có một sự biến chuyển về lối chơi, đặc biệt là những cái cú đập sau vạch 3m. Tôi được biết là trước đây thì những mũi chủ công của chúng ta rất yếu trong cái những quả đập như thế. Thì Thanh Thúy với chiều cao 1m90 và thậm chí có thể còn cao hơn nữa. Thì tôi nghĩ trong một vài năm gần đây cô ta sẽ là một cái nhân tố rất quan trọng, không chỉ của đội tuyển chúng ta mà của cả khu vực nữa. Vâng, một cái tên mà nhà báo Nguyễn Lưu đã quan tâm từ khoảng 3 đến 4 năm nay rồi và quan sát trong suốt cái quá trình đi lên của Thanh Thúy trong giải đấu năm nay, thì tôi nhận thấy khả năng đánh của Thanh Thúy đã đa dạng hơn, khả năng xử lý cổ tay cũng đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là lực đánh. Nhà báo Nguyễn Lưu, tôi muốn ông phân tích hơn về những sự phát triển này. Vâng, có thể nói là như là bạn Quyết Thắng vừa nói, cho đến bây giờ Việt Nam mới bóng chuyền nữ trong khoảng 40 năm trở lại đây mà tôi biết ấy, thì mới chỉ có 3 người có khả năng đánh ở sau vạch 3m. Người đầu tiên là Bùi Thị Huệ thì tương đối là vững vàng, nhưng Huệ cao có 1m74 rưỡi. Người thứ hai là Phạm Thị Yến, Yến cao 1m75, Yến đánh không lâu thì cũng chấn thương, không nhảy ở sau vạch 3m. Và sau đó là người chị họ của Yến là đồng đội là Đỗ Thị Minh. Minh thì lại chỉ cao có 1m73, đánh sau vạch 3m rất khôn ngoan. Nhưng đến bây giờ Trần Thị Thanh Thúy 1m89, và thậm chí tầm là với 90 có thể rồi, là đến 90 và tầm với đã bật với đã có thể là hơn 3 thước một tí. Thì với một cái lực đánh như vậy, đã có những quả đánh hôm nọ tôi rất là mừng rỡ và tâm sự hôm ấy tôi có nói với Tiểu Huyền là có một quả đánh mà đánh 1 tiếng, tức là đánh xong vạch 3m và lại 1 tiếng, tức là cái tay chạm bóng gần như cùng lúc với bóng chạm sàn, quá thì phát quá mạnh, thì như vậy là rất tuyệt vời. Và cũng như lúc nãy bạn Quyết Thắng cũng nói rồi, bây giờ Thúy lại biết bỏ giò, mà về kỹ thuật cá nhân thường nên là chỉ bỏ giò bằng cách đầu ngón tay bỏ vào rất một nhỏ tắt thôi, như cô Thanh Thúy của Hải Dương trước đây rất hay. Nhưng mà Thanh Thúy này của ta ấy, Trần Thị lại có quả bỏ giò bằng cùi tay phải, làm động tác như đập nhưng lại vỗ nhẹ vào quả bóng để quả bóng chỉ vừa qua tay chắn đối phương dương đất. Có 4 lần thực hiện như vậy, cả 4 lần đều thành công. Trần Thị Thanh Thúy đang trưởng thành thực sự. Vâng, và những kỹ năng đang trong quá trình không những hoàn thiện mà còn phát triển hơn. Vâng, một mũi chủ công rất đáng chờ đợi của bóng chuyền nữ nước nhà, có lẽ là hàng hiếm phải không nhà bóng? Hiếm lắm rồi đấy. Vâng, có 2 điều mà Mangkana đang chia sẻ trong phóng sự trước đó tôi vẫn đang bám sát để ngày hôm nay có cơ hội được chia sẻ với nhà báo Nguyễn Lưu. Một là khả năng bắt bước một đã tốt hơn, thì chúng ta cứ cho như là Mangkana đã có phần khéo léo khi như nhà báo Nguyễn Lưu vừa chia sẻ. Vâng, nhưng còn tốc độ thì sao ạ? Một yếu tố tốc độ, Mangkana cũng cho rằng tốc độ đánh của các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã có sự cải thiện. Có tốc độ, cái này thì tùy thuộc ở chuyền hai. Linh Chi đã có của chuyền hai mạnh hơn một chút. Tôi ví dụ trước đây, trước Linh Chi thì chúng ta có Đào Huyền, bên cạnh Đào Huyền là có lão tướng Hà Thị Hoa của Ngân hàng Công Thương, là một người trong khoảng 10 năm trở lại đây đường bóng ổn định nhất, thẳng nhất, quả bóng không xoáy nhất, tức là tuyệt vời. Nhưng tốc độ quả bóng mới bay tới mũi tấn công thì lại chậm hơn, và đã xử lý được điều đó, cải thiện chính là Linh Chi. Cho nên bây giờ Linh Chi đã biết đưa quả bóng nhanh hơn vào trận, kể cả những cú chuyền thuận chiều hoặc những cú chuyền sau đầu thì cũng đẩy được tốc độ của bóng nhanh hơn. Nhưng để được đưa quả bóng nhanh vào cuộc còn không chỉ tùy thuộc vào người chuyền hai, còn là cái bước một để đưa phải lên êm, đúng không ạ? Phải êm mà đừng có cao quá mất thời gian. Bây giờ Thanh Tuyền của chúng ta có cái tốt là đã đưa vào quả bóng bước một vừa phải thôi,
không cao quá để mất thời gian, để bên kia nó có dịp thời gian nó di chuyển chắn, thì những cái đó cộng lại thì đẻ ra cái tổng ra là tốc độ đưa bóng. Thì tốc độ đưa bóng đang được cải thiện cũng là một điều mừng. Vâng, tốc độ là được cải thiện thôi, nhưng khi mà bước một, ngay cái bước xử lý đầu tiên trong một miếng đánh chiến thuật thì là chi hậu, đúng không ạ? Vâng. Vâng, trong cái đấy rõ ràng chúng ta vẫn có thể nhận định được rằng vẫn chỉ là một sự nhận xét vẫn mặt tính xã giao nhiều hơn của Mang Gà Nang, đúng không ạ? Vậy thì nhà báo Nguyễn Lưu, rất nhanh thôi, tôi muốn ông đưa ra một nhận định trong trận đấu này. Tôi tin là anh Quyết Thắng cũng đồng ý với ý kiến của tôi, chúng ta phải thắng thôi. Còn thắng thế nào tôi vẫn nghe ý kiến anh Quyết Thắng. Vâng, tôi cho rằng không chỉ của chúng ta mà là Indo cũng coi đây là một cái tổng duyệt do SEA Games. Họ muốn thắng chúng ta không chỉ để vào chung kết mà tạo cú hích cho SEA Games. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu rất là quyết liệt và kịch tính. Tuy nhiên là cái trình của chúng ta vẫn hơn đỏ một nhỉnh hơn một chút thôi. Thì tôi hy vọng là đây sẽ là một trận đấu giằng co và hấp dẫn và chúng ta giành chiến thắng. Vâng, cảm ơn nhà báo Quyết Thắng và nhà báo Nguyễn Lưu. Thưa quý vị và các bạn, bầu không khí trên sân tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương bây giờ đã rất nóng rồi. Và thì tôi thì cũng rất là muốn được chứng kiến và theo dõi trận đấu này diễn ra. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến với những diễn biến trong trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các quý khách quý và toàn thể các quý vị khán giả đang trực tiếp có mặt trong nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu rất đặc biệt của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tonasen năm 2017, khi chúng ta sẽ có cơ hội để chứng kiến trận bán kết đầu tiên của giải đấu, xác định tấm vé đầu tiên của đội bóng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu này. Và cũng chính bởi lý do quan trọng của trận đấu này mà ngày hôm nay có rất nhiều những quan chức lãnh đạo của tỉnh Hải Dương đến dự và cổ vũ cho hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là một ngày thi đấu rất đặc biệt của một thành viên trong số hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Indonesia tranh tài ở trận bán kết đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tonasen năm 2017. Đó là vận động viên mang áo số 7 của đội tuyển Indonesia,